Mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua đã làm sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc tuyến tỉnh lộ 551 đoạn qua địa bàn của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, khiến người dân và phương tiện không thể nào lưu thông qua lại. Ngoài ra, nhiều cầu dân sinh trên địa bàn cũng đã bị ngập và gây ra tình trạng chia cắt. Khoảng hơn 7 giờ sáng nay thì hàng trăm mét khối đất đá, cây cối bị sạt lở xuống mặt đường, gây ách tắc và chia cắt trên tuyến đường tỉnh lộ 551 đoạn thuộc địa bàn thôn Nam Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh. Đất đá, cây cối chiếm hết mặt đường và lề đường rộng khoảng 12 m, kéo dài khoảng từ 30 đến 50 m, gây chia cắt, ách tắc giao thông, khiến cho người dân và các phương tiện không thể lưu thông qua lại. Mưa lớn trong nhiều giờ qua cũng đã khiến nước ở các sông bị lên cao, làm ngập một số tuyến đường và 7 cây cầu trên địa bàn của huyện Kỳ Anh, bao gồm cầu Lạc Trung, cầu Xuân Tiến, cầu Cây Ổi, Kỳ Lạc, cầu Khe Nhơi, cầu Cao Su, Kỳ Sơn, cầu Khe Nhà, cầu Nhà Cộ, Kỳ Thượng và 5 tràn bị ngập, bao gồm Lòi Tròn, Đất Đỏ, Trại Cộ, Kỳ Trung, Khe Nhạ, Khe Rửa, Kỳ Tây. Và trước diễn biến mưa lớn vẫn còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện ứng phó, yêu cầu lãnh đạo các địa phương cần phải theo dõi chặt chẽ và triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp theo phương châm 4 tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cũng do mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua đã khiến nhiều khu vực ở vùng trũng tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt cục bộ. Riêng tại huyện Hải Lăng là địa phương thấp trũng nhất tỉnh nên một số tuyến đường liên thôn, liên xóm bị ngập sâu. Trong ngày 13 tháng 10, hơn 2.000 học sinh không thể đến trường. Hiện tại, tuyến đường tỉnh lộ 582 đoạn qua xã Hải Định, huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đoạn bị ngập sâu khoảng 0,25 m, gây cản trở cho việc đi lại của người dân. Đặc biệt, nhiều tuyến đường liên thôn, đường xóm bị ngập sâu khoảng 0,5 m, gây khó khăn, chia cắt trong việc đi lại của người dân, nhất là các em học sinh không thể đến trường. Trước tình hình này, huyện Hải Lăng chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho hơn 2.000 học sinh của 5 trường học ở xã Hải Định, Hải Phong và điểm trường tiểu học Hải Thọ nghỉ học để đảm bảo an toàn. Hiện nay, các trường học khác trong huyện cũng có các phương án cụ thể tùy theo diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt trong những ngày tiếp theo, huyện Hải Lăng chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và chủ động các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Mưa lớn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông. Tuyến đường bộ qua đèo Hải Vân nối thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã xuất hiện tình trạng sạt lở gây ra chia cắt. Nếu như trưa nay, chỉ các tuyến đường trũng thấp tại Đà Nẵng mới bị ngập sâu, thì càng về chiều tối, những tuyến đường ngập sâu ở Đà Nẵng xuất hiện càng nhiều hơn. Hầu như tất cả các tuyến đường ở khu vực trung tâm Đà Nẵng đều bị ngập. Lực lượng chức năng đã phải có mặt ở các vị trí ngập sâu, chặn đường không cho phương tiện lưu thông. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tôi đang có mặt tại một điểm ngập của trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hiện nay thì tại rất nhiều nơi trên địa bàn thành phố thì những nút giao thông như này đang rất phổ biến. Tình trạng tiếc nấy thì xảy ra là la liệt khắp cả thành phố, và cơn mưa đổ xuống tại thành phố Đà Nẵng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại khi mà bầu trời vẫn đang xám xịt như thế này. Mưa lớn cả ngày hôm nay tại Đà Nẵng cũng đã khiến tuyến đường bộ qua đèo Hải Vân bị sạt lở nghiêm trọng tại km 905+600. Lực lượng chức năng phải phong tỏa toàn bộ tuyến đường này. Trong ngày hôm nay, lượng mưa tại Đà Nẵng đo được nhiều nơi trên 100 mm. Nhiều khu dân cư đã bị ngập sâu hơn nửa mét như phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, khu công nghiệp Hòa Khánh. Trong đêm nay, chính quyền Đà Nẵng đã phát đi thông báo nguy cơ ngập sâu từ 19 giờ ở tất cả các quận huyện và yêu cầu lực lượng chức năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống để phòng tránh thiệt hại do ngập sâu như trận ngập vào tháng 10 năm 2022. Mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua đã làm cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập diện rộng. Đặc biệt tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền đã xảy ra hiện tượng sạt lở bờ đê, nguy cơ vỡ đê rất cao. Để kịp thời giúp địa phương này, trưa nay 13 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng chục cán bộ, nhân viên, lực lượng dân quân phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương đắp đê chống sạt lở, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Đoạn đê Cống Mai Dương dài gần 100 m giáp thôn Mai Dương và thôn Lâm Lý thuộc xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị dòng nước xoáy chảy mạnh làm sạt lở nghiêm trọng, hở hàm ếch và ăn sâu vào nền đường. Nếu không kịp thời gia cố, nguy cơ vỡ đê rất cao, gây nguy hiểm đến nhiều nhà dân sống xung quanh, ảnh hưởng đến hàng trăm hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản, trên phá tam giang của người dân địa phương và gây chia cắt giao thông. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền huy động cán bộ, nhân viên, và dân quân tự vệ về địa bàn phối hợp với địa phương tiến hành các biện pháp gia cố, chống vỡ đê. Tại hiện trường, gần 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân, công an dùng hàng trăm giỏ đá cỡ lớn, đá hộc, sắt cuộn làm thành từng giọ để gia cố các vị trí hở hàm ếch bị nước xoáy đánh mạnh. Trong mấy ngày vừa qua, do thời tiết mưa to kéo dài nên là đối với khu vực Quảng Phước là một cái vùng thấp trũng, và hiện nay thì các tuyến đường đi của người dân thì đã bị chia cắt do nước dâng lên, và đặc biệt là ở phía cuối hạ lưu sông Bồ, cái cống của Mai Dương để tiêu nước cho cái vùng hạ lưu và thượng lưu. Nhưng hiện nay thì do cái lượng nước chảy mạnh và đã bị sạt lở một đoạn khoảng 50 mét. Địa phương đã chỉ đạo cho lực lượng dân quân phối hợp với lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự huyện để cùng gia cố cái đoạn này nhằm để hạn chế thấp nhất tình hình thiệt hại do nước gây ra, và để đảm bảo cho cái tuyến đường đi lại của vùng đầm phá, đặc biệt nhất là khu vực ở Mai Dương, khu vực Lâm Lý đi lại được thuận tiện. Hiện nay tại Thừa Thiên Huế trời mưa rất to, nước sông chảy xiết, việc xếp kè giọ đá vào vị trí sạt lở cũng rất khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ và lực lượng phải ngâm mình dưới nước, rất nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, quyết tâm không để vỡ đê, những người lính Cụ Hồ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, kịp thời triển khai mọi biện pháp để gia cố đê, đảm bảo an toàn cho người dân trước mưa lũ, thiên tai. Sau sự việc hai nữ công nhân vệ sinh môi trường ở Quảng Ngãi bị bắn trong lúc làm việc đêm, có thể thấy công việc thu gom rác thải chẳng phải là công việc nhẹ nhàng và nhàn hạ để ai cũng có thể làm được. Những người đã lựa chọn theo nghề này sẽ luôn phải gắn bó với sự nặng nhọc, độc hại, thậm chí phải luôn đối mặt với những nguy hiểm luôn trực chờ. Khi cả thành phố đã chìm sâu trong giấc ngủ, chị Hồng và đồng nghiệp vẫn cặm cụi với công việc của mình. 10 năm qua, công việc của chị vẫn đều đặn như thế, làm hết việc chứ không hết giờ. Chỉ khi nào dọn hết rác thì người công nhân mới an tâm nghỉ ngơi. Công việc của tôi bắt đầu từ 18 giờ tối đến khi nào hết rác. Ca đêm của chúng tôi là làm tất cả những cái lượng rác phát sinh ra của từ các nhà hàng đến các cơ quan, nên là lượng rác ca đêm nó sẽ nhiều hơn ca ngày. Quét rác trong đêm, điều mà những công nhân môi trường như chị Hồng e ngại nhất chính là đây. Đã có những đồng nghiệp của chị gặp nguy hiểm khi làm việc về đêm. Những đồng nghiệp của tôi thì cũng bị rất là nhiều. Mới đây một chị cũng đang duy trì trên đường, một bạn khi trời mưa thì đi cái tốc độ nhanh và cái mưa nó vào mặt, thế là chúng tôi đã đứng sát đường nhưng mà vẫn bị tông vào, và chị cũng có bị gãy tay. Là những cái rủi ro thì nói chung là khách quan mang đến cho tôi rất nhiều. Thấu hiểu được những khó khăn, nguy hiểm mà những công nhân môi trường phải đối mặt, Công ty Môi trường Đô thị cũng trang bị bảo hộ lao động cho mỗi công nhân như áo phản quang, mũ, găng tay. Ngoài ra, công ty cũng tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra cho công nhân. Đối với các cơ quan chức năng thì chúng tôi rất mong muốn tăng cường quản lý, kiểm tra công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Cái thứ hai, chúng tôi rất mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa đến người lao động như bảo hộ lao động, chế độ độc hại, khám sức khỏe định kỳ cũng như thu nhập của người công nhân môi trường. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục tăng cường các giải pháp hiện đại hóa, cải tiến bằng công tác duy trì vệ sinh môi trường bằng cơ giới để thay thế cho những công việc mà hiện tại chúng ta đang phải làm bằng thủ công. Bất kể là đông hay hè, mưa rào hay tạnh ráo, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn lặng lẽ, âm thầm dọn sạch đường phố, để khi bình minh lên là những góc phố đã tinh tươm, thoáng sạch. Điều động viên lớn nhất đối với những công nhân môi trường chính là sự trân quý, động viên của mọi người. Nhất là cái nghề mà làm vệ sinh môi trường mà lại làm cái buổi tối như này ấy, thì mọi người rất là vất vả. Có lẽ là trong lúc mà chúng ta đang vui chơi giải trí thì những người công nhân vệ sinh môi trường thì đã đóng góp một cách thầm lặng cho cái tình trạng môi trường của thành phố chúng ta. Cá nhân tôi thì thấy là rất là trân trọng cái công sức của họ. Thức cho thành phố ngủ để khi thành phố thức dậy luôn xanh, sạch đẹp. Lặng lẽ giữa đời thường, những công nhân quét rác cứ âm thầm, tận tụy, góp phần cho thành phố thêm xanh. họ cũng mong mỗi người dân ý thức tham gia giao thông để giữ an toàn cho bản thân và người công nhân môi trường nào cũng an toàn trở về nhà sau một đêm dài mưu sinh hè phố.